của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, đó là pháp giới của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Pháp giới của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của quả vị độc giác? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả vị độc giác, đó là pháp giới của quả vị độc giác. Pháp giới của quả vị độc giác này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả vị độc giác. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của tất cả hạnh đại Bồ Tát? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tất cả hạnh đại Bồ Tát, đó là pháp giới của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Pháp giới của tất cả hạnh đại Bồ Tát này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này Thiện Hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, đó là pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Hết quyển thứ 358.